Chào các bạn, hôm qua thì mình đã giới thiệu với các bạn vườn hoa hướng dương ở Đại học Tân Trào rồi. Hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn vườn hồng của anh Đồng nhỉ, ở km số 9 thuộc Minh Phong nhỉ, xã Thắng Quân. Ở vườn hồng của anh Đồng ấy, thì có rất nhiều loại hoa hồng. Có những loại hoa hồng gì nhỉ anh nhỉ? Vườn của mình rồi. Hoa hồng Sapa cổ và hoa hồng đào, hồng Vân Khôi và hồng Hải Phòng cổ, chuyên hoa hồng cổ thôi. Vâng. Hiện nay thì cái hoa hồng đấy thì mình trồng thì có những cây khoảng từ đời khoảng bao nhiêu lâu rồi anh? Nói chung là nó từ 3 năm rồi, anh mới trồng tầm 3 năm thôi. Còn nếu mà tuổi đời của nó để lâu hơn thì nó lâu lắm, nó vài chục năm. Vâng. Cái hồng này thì chăm sóc có khó không anh? Nói chung là nó cũng không khó lắm đâu. Nó chỉ có gọi là chăm sóc bình thường thôi, phân bón nó cũng bình thường thôi. Nó thuốc thì toàn độ phun toàn thuốc sinh học. Thuốc sinh học nhá, là không độc hại. Đấy, nó rất là tốt. Hiện nay thì trong vườn của anh thì có khoảng bao nhiêu cây hồng, gốc hồng anh? Của anh nó tầm khoảng 3.000 gốc, cả nhỏ lẫn to. Hiện nay thì có những cái loại hồng gì ạ? Hồng màu gì và loại hồng gì ạ? Nói chung là hồng Sapa thì màu hồng. Hồng hồng đào màu hồng cũng là màu hồng. Đấy, còn màu cây Hải Phòng cổ nó là màu đỏ. Nói chung nó nhiều, rất nhiều loại rất nhiều màu. Màu trắng có, màu đỏ có, màu hồng có. Đấy. Khoảng từ tháng mấy trở đi thì hoa hồng bắt đầu nở rộ mà đẹp nhất ạ? Đẹp nhất nó vào tháng 11. Tháng 11 ạ. 11 trở đi. Nói chung là từ tháng 10 đến tháng 11. Từ tháng 10 cho đến tháng 4 sang năm. À, là đẹp nhất ạ? Là đẹp. Vâng. Thế thì để mà cho ra nhiều bông này cũng như là đưa ra những cái bông hoa hồng to ấy, thì mình có phải có cái kỹ thuật trong chăm sóc gì không anh? Cũng có đấy em ạ. Đấy nha, ví dụ như là chỉ là bón phân cho gốc rễ nó khỏe thì cây hồng của nó sẽ phát triển tốt, thì cái mầm của nó sẽ phát triển nhanh thôi. Đẹp là những cái mầm đẹp. Cái mầm rất to to. Nếu mà nó ra hoa thì là nó ở những cái mầm như nào anh? Đây em ơi. Đây nha, có mỗi một mầm là một bông hoa. Đấy, thì như một cây này thì nó tầm vào khoảng hàng trăm mầm. Đây, hàng trăm cái mầm này. À đây này, em nhìn thấy có cả những cái nụ đây phải không anh? Đấy, mỗi một mầm là một bông hoa. Có thể cây này nó lên nó tầm vào khoảng hàng trăm bông. Đây, rất cây bình thường thôi. Đấy, đây là cây hồng cổ Sapa. Cái hồng cổ Sapa. Thân rất là to đúng không anh? Đấy, đây. Thân của nó đấy. Các bạn có nhìn thấy đây. Thân cây hồng rất là to đây. Cái này là mình cũng có phải uốn chứ anh nhỉ? Đây là cây hồng của anh, là cây hồng chi. Nói chung là của nó cứ có một cành chi trước khi chiết đấy, là có một cành chi của nó như là cao. Thế là mình chiết ra là mình trồng lên là thành một cành chi thẳng thân gỗ lên, và ở trên nó là một cành nó nở hết ra, xung quanh nó thành một tán hoa rất đẹp. Vâng. Tán cây tròn. Ở đây thì em được biết là mọi người đến đây để chụp ảnh cũng như là tham quan vườn hồng khá nhiều đúng không ạ? Đúng rồi. Và hiện nay thì vườn hồng của anh ấy còn tạo điều kiện cho các trường học để cho các cháu trải nghiệm ở vườn hồng đúng không ạ? Có đấy. Và đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa. Anh em mình, thế anh ơi, thấy trên kia là những cái cây hồng em thấy nó rất cao, mà mình được trồng ở trong những cái bồn kia thì là hồng gì đấy ạ? Cây đấy là cây hồng leo. Hồng leo ạ? Hồng leo là cho vắt qua những cái người ta gọi là làm cái lối cổng vào ấy. Nó như những cái kia đúng không ạ? Đấy, cổng vào đấy thì cho leo lên cái cổng. Thế sao cái cây hồng này anh này, như hồng kia em thấy nó rất là nhiều nụ, nhiều lộc. Cái cây hồng này không nhìn thấy lộc nhưng mà nhìn thấy khá nhiều nụ, thì là như nào ạ? Cây này thì nó đúng ra nhá, cây này thì nó sẽ xấu hơn mấy cây kia. Nó nói chung là nó bị xấu hơn. Nó ít phân bón hơn. Nó có vẻ là nó bị chột hơn những cây kia một tí đúng không ạ? Chột hơn một tí. Thì nó hơi xấu. Bông của nó hơi nhỏ. Thế là mọi người vào đây để tham quan cũng như chụp ảnh thì cái vé vào của mình lấy là như nào anh? Như năm ngoái ấy, anh làm xong cái mô hình của anh ấy thì là anh chỉ lấy 20.000 thôi. 20.000 một người ạ? Nhưng mà năm nay thì bây giờ anh bắt đầu mới đang làm. Thì đang làm đây rồi là trải nghiệm ở đây thì anh... Nói chung là trải nghiệm đây thì anh cũng trả tiền nong gì đâu. Tất cả mọi cái khách đến bây giờ thì anh cũng chưa thu tiền gì vì lý do là anh chưa làm xong mô hình. Hoa nó cũng chưa nở đẹp đúng không? Chưa nở đẹp. Đây, anh ơi, như thế này là sau này là có những cái nụ như này sẽ có hoa đấy ạ.
Đây, những bông hoa cực kỳ to luôn, nó một cái nụ này. Thế là đẹp nhất là vào tháng 11 ạ. Tháng 11 âm ạ. Tháng 10, 11, tháng 10 giữa âm. Đây là những bông hoa còn lại của đợt vừa rồi đấy ạ. Đấy. Anh em mình dịch ra kia chút nhỉ. Những cây hồng thấp thấp. Chỗ đây là gọi là những cây hồng cổ của anh ạ. Cũng là hồng cổ tất. Anh ở đây chuyên là hồng cổ. Vâng. Các loại hồng cổ. Đẹp, vẫn còn đẹp. Chỗ kia thì chắc là... Chỗ cây kia, ở chỗ kia thì anh ươm ra sau hơn, cây nó nhỏ hơn. Nó cũng là toàn hồng cổ thôi. Còn đây những cây hồng ngoại của anh. À, đây là hồng ngoại ạ. Chỗ khu này là khu cây hồng ngoại của anh. À, đây là màu gì anh? Đây là màu hồng. Màu hồng. Màu cam. À. Còn đây là cây màu hồng, rất thơm. Đấy. Đây là cây màu hồng. Nhưng mà cây hoa ngoại này thì nó vẫn chưa đến vụ của nó để chưa đến đẹp vậy anh nhỉ. Thế cây hoa hồng ngoại này của anh ở đây thì mình có bao nhiêu màu anh? Cây hoa hồng ngoại này thì nó nhiều màu lắm. Được. Rồi đỏ, tím, vàng, các loại có màu, các loại màu trên cây hồng ngoại. Thế anh ơi, như thế này thì nếu mà người ta muốn mua cả bình như thế này để người ta mang về nhà thì mình bán giá như nào anh? Nói chung là nó tùy theo em ơi. Có cây nhỏ thì giá nó cũng nhỏ thôi, nó tùy theo 100, 200, 500, 1 triệu. Tùy từng cây đúng không ạ? Tùy từng cây. Người dân có hay mua không anh? Nói chung là người dân là mua rồi, anh cung cấp dân ở đây cũng nhiều mà. Các thành thị, rồi các biệt, rồi các trường học, cho đến các doanh nghiệp cũng mua để trồng ra. Đó, anh em mình đi dọc đường này một tí. Đấy nhá, mình đang cùng với anh Đồng đi xem vườn hoa hồng. Phải tháng 11 mới đẹp các bạn ạ, giờ này vẫn chưa đẹp lắm. Đây nhá, ui, chỗ này vẫn đẹp này. Chỗ này đẹp. Đây. Chỗ này hoa vẫn đang rất là đẹp đây. Người nhìn thấy không? À, hồng này thì gọi là hồng gì anh? Vẫn là hồng cổ Sapa. Là hồng cổ Sapa. Đây. Ôi, dày hoa này các bạn. Đấy. Đây, mọi người nhìn thấy không? Hoa rất đẹp luôn. Đây, anh đã bảo sang bên kia thì có nhiều cây hồng còn cao hơn như thế. Giờ mình đưa các bạn sang bên đấy nhá. Đây là tầm này thì vào vườn hồng thì không còn đẹp như trước. Thế nhưng mà theo anh Đồng nói là từ tháng 11 trở đi thì hoa bắt đầu nở đẹp. Nếu mà các bạn có muốn đến để chụp ảnh các thứ thì hãy đến vườn hồng trong vào khoảng tầm tháng nữa anh nhỉ? Tháng nữa thì hoa sẽ rất đẹp. Đây các bạn nhìn thấy không? Hoa rất đẹp. Đẹp chưa? Đây. Không. À, không có sâu đâu. Hồng bây giờ là bắt đầu nó đang phát triển. Nó đang phát triển để chuẩn bị vào lứa mới chị ạ. Đấy, đây là anh trồng cả hoa súng kìa. Có một ít hoa súng. Súng. Đó là ao nhỏ nhỏ. Trước đây thì khi mà em vào đây thì em thấy có một tí đằng kia thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì là anh ấy đã trồng khá nhiều nhỉ. Bây giờ mình là có bao nhiêu gốc anh? Có khoảng 3.000. 3.000 gốc. Thành như là một nơi để chụp ảnh luôn nhỉ. Tắng nó chó chẳng gì mà này này. Chụp cái gái xinh cái. Gái xinh này. Gái xinh. Từ từ. Nào chụp nhờ gái xinh nào. Chị để cái tay này trông nó béo lắm được chị. Đấy đây nha các bạn nhá. Mấy cô giáo của trường Thắng Quân, tiểu học Thắng Quân hôm nay là đưa các học sinh đi trải nghiệm này, cô nào cũng xinh. Em đang quay đấy. các bạn ạ, vừa rồi thì mình cũng đã cùng với anh Đồng giới thiệu cho các bạn qua một chút về vườn hồng ở số 9 này. Vườn hồng ở đây thì hiện nay là có trên 3.000 cây, có những cái cây hồng rất là cổ và có rất nhiều loại hồng, có rất nhiều màu sắc luôn, màu hồng, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, có rất nhiều màu. Và đặc biệt ở đây là có một giống hồng, đó là giống hồng ngoại, đã được gia đình nhà anh là trồng vào những cái bồn để có thể là trưng bày để cho nó đẹp này, hoặc là đem bán mọi người để mọi người mới có thể là mang về nhà mình để mà trồng. Bây giờ tôi sẽ đưa các bạn tham quan một chút xa một tí, vì là hiện nay thì nhà anh Đồng đã tu sửa lại cái vườn này và mở rộng thêm cái diện tích trồng hồng của gia đình. Đây tôi bây giờ là đây, tôi đang anh ấy làm những cái bậc đi xuống rất là đẹp.
giờ là tôi đi sang bên vườn hồng nhỏ bên này. Vườn hồng này chắc là vườn hồng mới trồng. Giờ chúng ta cùng đi nhé. Đấy nha, ngoài hồng ra thì chỗ nhà anh Đồng bây giờ anh còn trồng cả hoa súng đấy các bạn này. Đấy, hoa súng này vài tháng nữa thì nở rất là đẹp. Mình sẽ hẹn với các bạn là hôm nào mà hoa hồng nở đẹp nhất này, cũng như hoa súng mà nở ở vườn nhà anh Đồng thì mình sẽ đến quay cho các bạn những cái video nữa để cho các bạn xem và cũng như là ngắm những bông hồng thật đẹp nhá. Bây giờ chúng ta sẽ lên vườn hồng non, đây gọi là phần vườn hồng non. Đây, những cái hồng cũng rất là còn bé thôi. Đây, mình phải quay như này để các bạn mới nhìn thấy được vườn hồng non này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây, đây là vườn hồng non. Vườn hồng non của nhà anh Đồng. Những cái hồng rất là còn bé luôn. Bé nhưng mà đã ra hoa rồi các bạn nhá. Chứ không phải là bé là không có hoa đâu. Rất nhiều hoa. Nhưng mà ở tầm này thì hoa cũng đang tàn rồi. Đây, đây là hoa màu trắng này. Hoa màu trắng đây các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Hoa màu trắng này. Còn đây là màu hồng này. Đây, đây là bông hoa màu hồng này. Đấy, thấy không? Đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp nhá. Nếu mà vào đúng mùa của nó thì hoa rất là đẹp luôn. Đây. Wow, chỗ này có những cái nụ rất là đẹp này các bạn. Đấy, cái nếp mà nở lên này cực kỳ là đẹp luôn. Để trồng cũng như chăm sóc cây hồng, hoa hồng ấy nở nhiều hoa cũng như đẹp thì phải thật sự là có kỹ thuật đấy. Tôi cũng đã từng trồng ở nhà rồi nhưng mà thật sự là hơi khó các bạn ạ. À đây, các bạn nhìn thấy không? Đây nha, các bạn nhìn thấy không? Đây, bông hồng rất đẹp này. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đây, đẹp chưa? Bông hồng rất đẹp các bạn nha. Rất là nhiều cánh. Bông hồng rất là nhiều cánh luôn. Đây chưa? Bên kia thì các cháu học sinh là đang được các thầy cô cho trải nghiệm. Trải nghiệm. Đấy các bạn nhá. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn vườn hoa hồng của gia đình nhà anh Đồng ở thôn Minh Phong thuộc xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn ở km số 9 nhá. Đi vào một chút thôi, đi vào khoảng tầm 500m thôi là chúng ta có thể đến được vườn hoa hồng nhà anh Đồng ở thôn Minh Phong. Đây các bạn có thể nhìn thấy có rất nhiều cây hoa hồng cổ. Đấy, đấy các bạn nhìn thấy không? Hơn một tuần nữa thì vườn hoa hồng này thì sẽ nở rất đẹp. Đấy là thời điểm khá đẹp để các bạn có thể đến vườn hoa hồng của anh Đồng để trải nghiệm cũng như là chụp cho mình những bức ảnh đẹp nhất. Và bây giờ thì mình phải đi làm nhiệm vụ của mình. Hẹn các bạn ở những clip tiếp theo. Mong các bạn ủng hộ mình nhé.